Mình đưa vô bia hả? Đây nghe các bạn, hai thằng này bao tử châu nó nhậu từ sáng tới giờ, uống 4 lít trên xeo cao về tới Tầm Du quất thêm 2 kết. Rồi tới cầu Tầm Du cái nữa là làm thêm một 10 chai. 10 chai mua mồi về đâu nhậu tiếp nữa nè, cái lẩu nữa nè, một chai rượu nè, hết chai rượu nè làm thêm một chục chai nữa. Bao tử châu. Mình sẽ nói với các bạn là mình uống hết nổi rồi nha. Quay này vô là đã quay vô coi. Quay này đã quay vô coi đâu. Cái này tao quay nữa đăng sao mà trên YouTube của tao đâu có mấy có chai, tiếp đâu. Bán bán hai bao tử nhiêu nó mẹ đi. Hai bao tử hả? Giá mới hơi bị mặn à. Chục chai được. Đây chú Đặng nha. Ghiền ca cổ. Đâu mày phải tiếp đâu, giỡn nó đi. Chú Đặng ghiền ca cổ nè. Không giỡn nó đi. Có gì tiếp nữa vậy? Ồ. Sao thôi. Quay này chơi được rồi. Vô, nay hai này tốt quá bay. Tốt gì nó thấy rụng không nhậu chứ tốt. Hai nó tốt tốt quàm. Hai nó tốt quàm. Bộ tử châu. Anh Trung nặng mụn anh Trung. Ăn cái nặng mụn rồi. Ăn cái nặng mụn rồi. Ăn cái nặng mụn rồi. Rồi con đập rồi. Nó về nó chơi nãy giờ. Mày nghĩ đi một phát hai thằng đập trai quýt hai số quá. Ừ và đập trai ghê, trời bao tử châu luôn. Đập trai bao tử châu luôn. Còn gì bằng nữa. Ăn nữa thì giờ nãy có ăn nổ nữa trời. Bỏ xương nữa kìa. Nhai xương mới ghê. Hạt bao tử châu. Ê Mộc, ăn bò tứ châu nè. Đâu phải. Đúng rồi. Nó còn sỉnh. Nghe nói sáng rồi. Hồi sáng nay giờ nó chảy rồi, như những cái đẳng nó đúng sáng nó còn sỉnh. Rồi làm xong cho vậy. Hello, sỉnh đi. Thôi là tôi làm gì ra cái hòn cái đó. Còn uống đi. Cờ khơi là tôi không có chịu. Vô. Tôi là thấy vợ rồi cảm nhận mà sỉnh làm nổi mà sợ làm bò tứ châu là có thật. Nào chạy mới làm bụi. Không được. Tôi đăng lên để bò tử châu ông môn rồi có thật. Trả tiền ngày nào ra ngày đó. Thấy cảm nhận là không nổi cái nổi uống bụi à. Uống bụi bữa nay uống ít rồi chạy xong uống nhiều. Thì làm cũng vậy đó. Bữa nay làm ít mới làm. Má, đúng bò tử châu nó ăn như châu quá. Ăn gạo kìa. Nói chung là làm được có bữa này bữa kia. Ừ. Ví dụ vô cái câu ví dụ vô thu xây nó khác, thu tô nó khác tục. Hoàn thiện nó khác, càng ngày càng chậm rồi chứ không. Chung rồi, rủ ông vô cái tổ kìa, ông vô tổ không? Vô làm chắc càng ngày càng chậm. Vô phải xăm mình đó. Vô phải xăm rộng mới vô được á. Vô phải xăm rộng mới vô được á. Không làm. Mày lãnh chứ mày đi cũng đi làm chứ không lẽ mày lãnh mà không làm. Tôi lãnh không làm mà tôi quyết mà nhận quyết mà đi lãnh thôi chứ lãnh luôn. Dạ cái nhà cho luôn ha. Tôi lãnh tôi phá cái chồng nhưng mập chứ chúng nó là làm đôi đứng chồng chồng kiếm sân ở ngoài ngày mới là nữa. Chân mà tôi chết sao đẹp thôi. Chân tôi xả sao đẹp thôi. Đồn quê hoài. Tôi quay bao tử châu là có thật. Không thấy không, có nhà nào tôi ẩu. Không phải là ẩu gì. Nào quấy đi rồi ngồi xong nhà đi. Ở chờ chứ, ngồi xong nhà đi. Cái này đang sụp quá rồi, đâu có dám lãnh đâu ông nội. Tao hơi làm hoài được á. Chưa. Tiền chế trên. Gì nó ngoài nó chưa tô nó mờ, tôi đi ngang hết nè phải không? Chưa tô chưa gì chứ. Lập vỏ chân dựng cái chân mà tô chưa. Uống đi nó mới tin. Hai bao tử châu nó hoài. Làm gì? Nó gì má quay hoài hay là chết mẹ à. Mừng ơi, lấy cái ly giùm con cái ly khác nha chú Đặng, mượn cái ly này nha. Uống cái đã. Uống ngậm mồi. Lấy cái ly chậu nó cho cái ly khác. Uống ngậm mồi tao mới tin. Uống rồi. Uống cái à. Lấy cái ly khác đi. Mập mày về bả đi mập, để tao uống dữ rồi mày mới coi. Trời ơi, giờ cái gì không công nãy giờ mở Di Vũ có lâu sau không. Ôi giời, nãy giờ không bắt bếp lên hỏi sao lạnh dần. Để chơi chứ mày xuống mày uống rồi. Mày xuống thì uống rồi, đụng mắt kêu mày nè. Bao tử châu là có thật nghe con chó.
Ủa không đổi. Đó uống kìa. Uống kìa. Uống đi. Ừ. Đâu rồi vỗ vai nè, vỗ đùi nè nha. Uống nước luôn, ăn mồi vô nè. Uống nước rồi chuẩn bị ăn mồi nè. Thế này là bị quýnh rồi, không biết lúc nào đó. Ừ, ăn mồi vô. Tới đây. Cái cây dưới không còn chung. Cây dưới bộ để bộ cha còn không? Ăn mồi rồi. Trời ơi, trời đúng bà Tứ Châu chứ. Uống thì rượu cho bá gấp vô được miếng đậu phộng. Má, không biết sao lạc, không tiêu. Nó lấy chạy.